xin chào quý vị có ai có cái cách nào để mà chuyển uh, cấp cái quyền cấp cái quyền admin cũng có ai biết cách để cấp cái quyền admin không? chứ sư vừa giảng rồi phải vừa cho phép uh, quý vị vừa uh, phải quản lý cái room uh, nó không có uh, tập trung được Trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay, mời quý vị chấp tay, chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. À, thưa ý quý vị hôm trước chúng ta đã học cái phần bố uh, thí thì trong cái giáo pháp này chúng ta giống như là những người bệnh chúng ta giống như những người bệnh mà không phải bệnh bình thường nữa mà bệnh nó cũng tương đối nặng tương đối đặc biệt chờ sẽ chút hết à, mà đối với người bệnh đặc biệt mình không thể nào mà mình à, cho một cái liều mà mạnh được mà đầu tiên chúng ta phải dưỡng cho họ dưỡng bằng thuốc bổ đó, để cho họ tương đối khỏe mạnh một tí xíu rồi sau đó à, chúng ta mới có thể bảo họ à, nên kiên cái này nên làm cái kia và sau đó chúng ta mới có thể à, áp dụng những phương pháp điều trị sâu hơn tương tự như vậy đó. khi mà chúng ta phát triển à, ở trong cái giáo pháp này nếu như mà Đức Phật ngay từ ban đầu ngài bảo chúng ta là hãy thực hành bát chánh đạo thì chúng ta sẽ rất là e sợ hoặc là thế tôn nếu mà ngài bảo chúng ta hãy hành thiền thì một số người sẽ rất là e ngại à, bởi vì đối với họ thì cái phước thì mình mỏng cái tội mình dày hồi mà mình ngồi một chỗ những cái tham dục nó nổi lên những cái sân hận nó nổi lên những cái trạo cử nó nổi lên rồi mình ngồi không có yên đấy thành ra chúng ta sẽ bị đủ thứ vấn đề do đó ban đầu đức thế tôn đề nghị chúng ta có những cái phương pháp mềm trước để chúng ta có sự chuẩn bị đó là sự bố thí đấy. thì sau khi mà chúng ta có được những phước lành của việc bố thí tâm của chúng ta trở nên mềm mại và chúng ta có thể đi đến những cái bước sâu hơn nó giống như là một cái nồi cơm mà bị những cái cơm khô nó dính cứng cháy ở dưới cái đáy nồi ban đầu chúng ta cần phải đổ nước vào chứ còn nếu như mà mình cứ nậy nó đó thì nó sẽ hư sẽ hư cái nồi đi nên là chúng ta phải đổ nước vào để cho nó mềm rồi sau khi mềm rồi đó mình mới bắt đầu mình làm việc với nó thì cũng như vậy sau khi mà chúng ta có được cái phước uh, của việc bố thí tâm của chúng ta trở nên mềm mại và nó dễ uống nắng đi vào những tầng bậc sâu hơn thì lúc bây giờ đó đức thế tôn mới hướng dẫn chúng ta uh, cái phương pháp để chúng ta kiểm soát bản thân mình lại nha nhớ giùm cái này không phải là phật trói mình nha không phải là phật trói mình uh, phật uh, ép mình không có cho mình làm cái này không cho mình làm cái kia mà Đức Phật thấy rất là rõ rằng nếu như mà mình làm những cái việc này đó thì nó sẽ đem lại những điều tai hại cho mình không phải ngẫu nhiên mà bà mẹ dạy đứa con còn nhỏ là con đừng có chạy nhanh tại vì chạy nhanh nó sẽ té rồi con đừng có thọc tay vào trong ổ điện bởi vì thọc tay vào trong ổ điện thì nó sẽ bị điện giật rồi xe cộ ở trên đường á thì con không có được tự ý con băng qua bởi vì nó có thể gây ra tai nạn đấy cái kiểu như vậy hoàn toàn xuất phát từ cái tình thương của người mẹ chứ không phải là bà mẹ hứng thú cái gì trong cái việc mà ngăn cấm con tương tự như vậy đấy đức theo tôn thấy rằng khi mà chúng sanh làm những cái việc này thì chúng sanh sẽ chịu đau khổ mà khi chúng sanh không làm những việc này thì chúng sanh sẽ được an vui sẽ được hạnh phúc thành ra đức thế tôn mới bảo chúng ta hãy giữ giới ở trong tăng chi bộ kinh đức thế tôn dạy rằng này các tỳ kheo à, khi mà ngài thực hành cái định thâm sâu thì bằng trí tuệ của một vị chánh đẳng giác, ngài thấy rõ ràng à là khi mà những chúng sanh sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, thì sau khi thân hoại mạng chung, họ sẽ rơi vào những khổ cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn những chúng sanh nào mà không sát sanh, không trộm cắp không tài dâm, không nói dối, không uống rượu, thì những chúng sanh đó sau khi thân hoài mạng chung do cái quả của việc giữ gìn năm điều này họ sẽ sanh về những cảnh giới hạnh phúc hưởng lạc thú cõi người và cõi trời. Rồi lại cho một đoạn khác nữa của tăng chi bộ kinh Đức Thế Tôn dạy này các tỳ kheo nếu như những cái pháp thiện mà nó đem lại đau khổ thì Như Lai đã không bảo các ông hãy làm những pháp thiện. Mà chính bởi vì những pháp thiện đem lại hạnh phúc cho nên Như Lai mới bảo các các ông hãy làm các thiện pháp. Và nếu như những cái pháp bất thiện nó đem lại hạnh phúc an vui thì Như Lai đã không có ngăn cản các ông làm những chuyện đó nhưng mà bởi vì những pháp bất thiện nó đem lại đau khổ cho nên như lai bảo các ông đừng làm những chuyện đó thành thử toàn bộ những lời dạy của đức thế tôn dù là kêu mình làm cái gì hoặc kêu mình đừng làm cái gì đều xuất phát từ lợi ích của chúng sanh đều xuất phát từ lòng từ bi vô lượng của ngài dành cho chúng ta chúng ta cứ yên tâm một chuyện là trong cái lưới đại bi mà Đức Thế Tôn nhìn đối với chúng sanh thì có chúng ta những cái hạt mầm móng nhỏ nhoi ở trong đó và chính bởi vì như vậy đó ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để học và để hiểu trong năm giới đó, Thế Tôn đã dạy cái gì và xin thưa nhé xin thưa Người Phật tử Phật tử Tại Gia Sư tạm dùng cái từ Phật tử Tại Gia à, Chúng ta Rất là ít Sư nói thiệt với cái nhìn chủ quan của Sư ấy, Thì không nhiều người Hiểu được Một cách đúng đắn và đầy đủ Về năm giới đâu Sư lấy ví dụ nha Còn rất là nhiều người họ sẽ thắc mắc là Rốt cuộc là tôi có phạm giới hay tôi không phạm giới đấy chính bởi vì như vậy đó chúng ta có buổi học ngày hôm nay mà ngay từ những cái giới rất là căn bản của phật tử chúng ta sẽ hiểu giới nó là cái gì và thế nào là mình là người giữ giới mà thế nào mình là người phạm giới à, đầu tiên giới bản thân nó nó không phải là một cái sự ràng buộc nhớ giùm nhé giới không phải là sự ràng buộc mà giới đó là một cái lằn ranh mà Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta vượt ra khỏi cái lằn ranh này nè thì chúng ta sẽ rơi xuống những khổ cảnh nó giống như là một cái bờ vực mà cái người quản lý um, hoặc là những người mà có cái lòng lạnh họ dựng cái hàng rào thì không phải là họ ngăn cấm mình cái gì nhưng mà để họ cảnh báo mình ấy, cái hàng rào này ấy, là cái giới hạn mà mình có thể đi, mà nếu như mình vượt qua cái giới hạn đó thì anh sẽ rơi xuống dưới vực thẳm nhé. Yeah. Thành thử đừng có nghĩ là cái chuyện mà mình giữ giới uh, nó là cái ràng buộc, nó là cái sự khó chịu thì không phải như vậy. Hmm. Hoặc cũng giống như cái người mà bị, bị bệnh tiểu đường á, thì họ phải kiêng ăn đường thôi. Mình không thể nào nói là tại anh lấy cái quyền gì anh cấm tôi ăn đường yeah. thì không. <laughs> Không có ai mà khờ gì hết trơn ấy. Không có ai cấm anh ăn đường hết trơn ấy. Nhưng mà cái chuyện anh cần phải biết một chuyện Đó là anh bị tiểu đường Anh bị tiểu đường là nặng đó nha Mà nếu như anh ăn đường á à, Thì anh à, sống không nổi Chỉ đơn giản như vậy thôi Còn cái quyết định rốt cuộc là vẫn là của anh à, Tại sao mà sư nói nhiều như vậy Bởi vì á, sư gặp một số Phật tử nha Sư gặp một số Phật tử Họ không có dám giữ giới họ không có dám giữ giới tại vì họ nghĩ là cái chuyện giữ giới nó giống như là sự ràng buộc ấy rồi họ họ không giữ được giới thành ra là họ không dám tới chùa luôn nó kẹt như vậy cái thứ hai chúng ta cần hiểu là cái chuyện mà giữ giới ấy, Uhm, nó không đơn giản chỉ là cái chuyện mình không phạm giới nó đã là đủ đâu nha à, giống như là một người họ nói là à, thì um, cả đời tôi đó à, tôi không có làm hại ai à, tôi cũng không có vi phạm pháp luật thì như vậy tôi là người lành rồi à. thì như vậy có nghĩa là họ chưa có hiểu về giới tôi nói thiệt họ chưa có hiểu về giới À, và cụ thể chút xíu nó sư sẽ nói chúng ta giữ giới khi nào thứ nhất là chúng ta phải thọ giới thì chúng ta mới có cái có cái giới để chúng ta giữ chứ mình không thọ giới thì lấy đâu giới để mà giữ ha giống như là một cái đứa trẻ nó sanh ra thì nó, nó đâu có thọ giới đâu thì làm gì có cái giới để cho nó giữ cho nên việc đầu tiên là chúng ta phải có giới để chúng ta giữ nha rồi cái thứ hai là khi chúng ta giữ giới đó chúng ta có cái chủ ý là tôi sẽ giữ giới nhờ như vậy chúng ta có phước tại sao giữ giới sinh phước là tại mặc dù mình không phạm giới nhưng mà mình có cái chủ ý là từ giờ trở về sau ví dụ như tôi sẽ kiên cái việc sát sanh từ giờ trở về sau tôi sẽ kiên việc lấy của không cho từ giờ trở về sau tôi sẽ kiên việc hành tà mã tà dâm đấy từ giờ trở về sau tôi sẽ kiên việc nói dối từ giờ trở về sau tôi sẽ kiên việc uống rượu và các chất xây thì khi chúng ta có cái chủ ý như vậy đó bản thân chúng ta đã có phương và bản thân chúng ta đã có giới ừ. rồi giới nó đem lại phước nữa khi mà chúng ta gặp những cái điều kiện thử thách mà chúng ta kiên trì chúng ta giữ giới khi đó chúng ta cũng có phương yeah. à, rồi ừ, chúng ta đi vào cái giới đầu tiên là cái giới không sắc xanh quý vị ghi dùm sư nhé, cái giới không sắc xanh, thì um, trong cái giới không sắc xanh ấy, chúng ta có năm điều kiện, năm điều kiện, mà nếu như chúng ta hội tụ đủ năm điều kiện này đó, là chúng ta phạm giới không sắc, uh, chúng ta phạm cái giới này, ha, uhm. Chị ghi, ha. Chị... ghi nên ghi vào đâu ta, chờ tí. Nhé. chúng ta có năm điều kiện đấy thứ nhất cái à, thứ nhất ấy, à, phải là chúng sanh có sự sống biết quý vị có có thấy rõ không ta quý vị có thấy rõ không ta Ừ. Thứ hai đó Là Biết rõ Chúng sanh có sự sống ừ. Thứ ba Là có ý muốn giết Thứ tư là cố ý giết Thứ năm là chúng sanh Chết do sự Cố ý đó ghi sư ha. có nghĩa là sao? có nghĩa là đầu tiên, ấy, đầu tiên ấy, à, muốn mà chúng ta phạm cái giới này ấy, điều kiện đầu tiên nó phải là chúng sanh có sự sống trước cái đã. có nghĩa là sao? À, nếu như mà chúng ta chặt cây, Thí dụ như mình chặt cây chặt cối làm cỏ thì xin thưa là cây cối đó Nó không phải là chúng sanh có sự sống Mà muốn gọi là chúng sanh có sự sống á, Nó phải có thân và có tâm Thì mình mới gọi là chúng sanh có sự sống Sư đang gơm ở cõi người thôi nha Chứ còn quý vị nói chỗ Lên tới cõi trời Lên tới cái cõi Phạm Thiên Thì thôi mình không nói tới nha à, Những cái cảnh giới đó mình không có nói tới chúng ta đang nói ở cõi người thôi xuống thấp thấp dùm cái ha xuống thấp thấp dùm một cái ở cõi người đó, để mà gọi là một chúng sanh ấy, thì nó phải có thân và có tâm. Còn cái có nghĩa là có sắc pháp và có danh pháp ấy. Còn thí dụ như cây cỏ nè, cây cỏ nè, nó có thân nhưng mà nó không có tâm. Một số cái nền văn hóa, một số cái nền tôn giáo thì họ có một cái hiểu lầm mà họ cho rằng cái cây cối họ nó cũng có tâm thì xin thưa là không đúng nha không đúng à, theo phật giáo thì bản thân cây cỏ nó không có tâm ừ, nó chỉ có thân thôi cho nên nó không được tính là chúng sanh rồi à, những cái vật dụng khác ví dụ như y phục nè y phục nè rồi bàn nè ghế nè à, rồi nhà cửa nè những thứ đó, đó nó chỉ có thân chứ nó không có tâm à, cho nên nó không được tính là chúng sanh nha à, rồi những cái xác chết nha, ngay cả những xác chết thì đối với một xác chết ấy, nó chỉ có thân chứ nó không có tâm nhớ dùm chuyện này à, chính bởi vì như vậy đó nó không thể tính là một chúng sanh được có nhiều người đó họ sợ đem đi thiêu bởi vì họ nói là đem đi thiêu thì tôi sẽ nóng nhưng thực tế không phải như vậy nha bởi vì khi mà mình mệnh chung tức là khi mình chết là mình đã tái sanh qua cảnh giới khác rồi còn cái tấm thân đó nó chỉ nó không được tính là một chúng sanh nữa bởi vì nó chỉ còn có cái thân thôi chứ nó không phải là cái tâm cho nên là không được tính là chúng sanh thành thử thí dụ như uh, mình thấy một cái uh, một cái xác uh, chuột chết uh, một cái xác mà mèo chết một cái xác mà heo chết rồi mình đem nó mình đem đi thiêu uh, hoặc là mình làm cái gì đó đối với nó thì mình cũng không phạm giới sát sanh nhớ dùm chuyện này nha thứ nhất là chúng sanh phải có sự sống trước cái đã chứ còn ba cái ba cái này nọ kia thì nó không phải ừ. rồi rồi sư ví dụ thêm một cái trường hợp nữa đó là cái tóc ông sư thì bây giờ ông cạo đầu rồi nhưng mà giả sử quý vị có tóc mà quý vị cắt cái tóc ra thì sư hỏi quý vị nha cái tóc mình có phải là chúng sanh không có phải chúng sanh không? không phải chúng sanh. tại sao? tại vì cái tóc nó đâu có tâm. Ừ? tóc mặc dù cơ thể của mình nè, cơ thể của mình nè là có thân và có tâm đúng không? À, nhưng mà nhưng mình cắt cái tóc mình bỏ đi, thì cái tâm nó không nằm trong cái tóc. nhớ gì nhở cái tâm không nằm trong cái tóc. cho nên mình có đem cái tóc đó đi mình thiêu, mình đốt, mình chôn thì mình cũng không phạm giới sắc sanh. nha rồi tương tự như vậy cái móng tay ha mình có cắt ra được cái móng đó nó mình có đem đi bỏ có thiêu có đốt thì mình cũng không phạm giới sát sanh rồi giả sử như giả sử như cái tay cái chân của mình ha mình đem mình thí dụ như mình đại bồ tát đi mình là đại bồ tát ừ. mình cắt tay cắt chân mình hiến cho cọp ăn nha hiến cho cọp ăn để hành ba la mật chẳng hạn như vậy thì khi mà cái tay cái chân của mình ấy, nó tách ra khỏi cơ thể của mình rồi, thì nó chỉ có thân chứ nó không có tâm, đúng không? cái tay cái chân mình nó tách ra khỏi cơ thể của mình rồi, thì nó chỉ có thân chứ nó không có tâm. Chính bởi vì như vậy, thì giả sử con cọp đó nó ăn ấy, nó cũng không phạm giới sát sanh và mình không thể đổ thừa cho con cọp là tại vì mi mà ta phải uh, chặt cái tay thì không nên như vậy không có ha à, rồi à, hoặc như uh, bồ tát uh, bồ tát uh, có kiếp uh, ngài ở trên cái vách núi uh, ngài thấy uh, con hổ mẹ uh, nó nuôi hai con hổ con mà nó đói bụng thì bồ tát có cái lòng hy sinh cái mạng sống của mình cho nên là ngài gieo mình từ ở trên vách núi xuống và ngài chết. Để cái thân của ngài đó, ngài bố thí cho mẹ con hổ. Thì khi mà ngài gieo mình từ trên vách núi xuống mà ngài chết thì khi mà ngài đã chết rồi thì cái thân của ngài đó chỉ còn có cái thân chứ không còn cái tâm. Bởi vì ngài đã tái sanh qua đời sau kiếp khác. Ngài chỉ còn có cái thân thôi. Chính bởi vì như vậy con hổ nó ăn thịt ngại nó không phạm giới sát sanh nhớ dùm chuyện này rồi cái gặp đầu dòng thứ hai là cái gì biết chúng sanh có sự sống có nghĩa là sao ờ, có nghĩa là mình ý thức được nó là chúng sanh có sự sống mình biết nha chứ không phải là mình hiểu lầm nha mình gọi là mình biết tại vì có nhiều cư sĩ cứ hỏi sư là uh, bây giờ hoặc là họ thắc mắc bây giờ thí dụ như uh, mà mình đi ha, trong khi mình đang đi mà mình lỡ mình đạp con này con kia mà mình không biết vậy mình có phạm với sắc xanh không ừ. có gì suy nghĩ coi mình có phạm với sắc xanh không đương nhiên là không có phạm bởi vì sao bởi vì mình không biết nha mình không ừ. mình không biết là à, chúng sanh có sự sống. Ừ. Rồi à, hoặc như, hoặc như à, trong một kiếp, Bồ Tát à, bắn một cái mũi tên à, xuyên qua cái lá nha, thì ở dưới cái lá đó nó lại có một con sâu. Bồ Tát không biết chuyện đó. Như vậy thì Bồ Tát cũng không phạm giới sắc sanh bởi vì Bồ Tát không biết là có chúng sanh, có sự sống nằm ở chỗ đó. Ừ. Nhưng mà khi mà học về giới đó, sư nhắc quý vị, là quý vị thuộc nằm lòng dùm sư một câu. Đó là gì? Không phạm giới, không có nghĩa là không tạo nghiệp. Nhớ nằm lòng dùm sư câu này. Không phạm giới, không có nghĩa là không tạo nghiệp bởi vì sao? Bởi vì như sư nói đó, bồ tát bắn xuyên qua cái lá, thì mặc dù là ngài không phạm giới sắc xanh, coi thì cái kêu cái, cái mũi tên đó, nó xuyên qua con sâu, ngài không phạm giới sắc xanh nhưng mà con sâu nó oán hận ngài, nó gieo oan trái với ngài, nha. Cho nên không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp, đấy. Rồi hoặc là ví dụ như À, chúng ta đào đất nha chúng ta đào đất đương nhiên chúng ta đâu có mình đâu có biết là có con này con kia ở dưới nhưng mà mình vẫn cuốc lên nhé mình vẫn cuốc lên à, thì khi mà mình cuốc xuống cuốn đất cuốc đất như vậy đó mình đào đất như vậy đó thì con này con kia nó chết à, mình không biết có có nó ở dưới thì đương nhiên là mình không phạm giới sát sanh tuy nhiên không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp cho nên đấy mặc dù là mình vô tình nha mình không cố ý mình không biết nhưng mà do cái hành động của mình mà chúng sanh đó nó chết chính bởi vì như vậy mình vẫn tạo nghiệp Mặc dù cái nghiệp đó là nghiệp vô ý ừ. đấy, mình chỉ đơn giản là mình không phạm giới thôi rồi cái thứ ba đó là mình à, có ý muốn giết Nha, có ý muốn viết thì mới được tính là phạm giới ví dụ như à, mình chỉ à, muốn à, ví dụ như mình à, thấy con mũi đi sư ví dụ như mình thấy con mũi đi mình chỉ à, muốn à, khều nó búng nó qua một bên tự nhiên cái chuyện búng qua một bên nó không có từ bi chỗ nào hết nha <laughs> nó không có từ bi ha nhưng mà sư xưa... ví dụ thôi là để khi mà mình búng nó một bên ấy, mình không có ý mình giết nó nhưng mà mình búng nó hơi mạnh tay cho nên là con mũi nó nó chết thì khi mà mình không có ý muốn giết thì mình cũng không phạm giới sát sanh nhưng mà mình có tạo nghiệp á à? có tạo nghiệp nha rồi à, hoặc là khi mà mình thấy một một cái con kiến ha mình thấy con kiến ở trên cái ở trên cái sàn nhà mình lấy cây chổi mình quét nó đi thì khi mình quét nó đi đó mình không có ý giết nó nhưng mà cây chổi mình nó hơi mạnh tay con kiến cái mạng nó hơi nó hơi nó dễ chết rồi nó chết ừ. thì mình không có ý giết nó cho nên mình không phạm giới sát sanh tuy nhiên nhắc thêm một lần nữa để nhớ không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp nhớ những cái chuyện này ừ. À, giống như đó, là trong uh, pháp luật của Việt Nam mình ấy nó có một uh, trong cái giới cái tội mà giết người đó có nó có thòng một câu như thế này là cái gì có thể là anh muốn anh có ý anh muốn giết người ta nha thì cái đó là anh anh phạm tội rồi nhưng mà trong trường hợp nữa đó là uh, anh uh, anh không muốn giết người ta nhưng mà anh ý thức được chuyện đó nó sẽ dẫn đến cái chết của người khác nhưng mà anh không có hành động gì ngăn cản chuyện đó xảy ra hoặc là anh cố ý anh để mặc cho chuyện đó xảy ra ví dụ như một người một người mà làm cái bẫy điện ấy bẫy điện để mà bẫy chuột hoặc là bẫy ăn trộm thì uh, họ đương nhiên là họ không có ý giết người nha họ không có ý giết người nhưng mà họ ý thức được ý thức được chuyện đó sẽ dẫn đến có thể dẫn đến kết quả là chết người nhưng mà họ không có sự cảnh báo hoặc là họ để mặc cho chuyện đó xảy ra thì như vậy đó họ vẫn bị truy tố vào cái tội giết người còn đối với cái giới luật của à, đức phật ấy nha giới luật mà đức phật đặt ra thì à, mình không có ý giết nha mình không có ý giết không có ý muốn giết nhưng mà mình để mặc cho cái chuyện đó xảy ra hoặc là mình không có cái biện pháp để mình ngăn ngừa thì mình vẫn tạo nghiệp không phạm giới nhớ giùm nha xét về câu chữ không phạm giới nhưng mà mình vẫn tạo nghiệp ừ. rồi à, Rồi cái thứ tư là mình cố ý giết ví dụ như à, có trường hợp ấy có trường hợp mình cái đứa đó mình ghét quá đi nha đứa đó mình ghét quá đi hoặc là ví dụ như con cái con chó nhà, nhà hàng sớm chẳng hạn cái con chó nhà hàng sớm nó cứ qua bên nhà mình ấy nó tiêu tiểu rồi nó nó phóng uế bừa bãi nha mà ông chủ à, chủ hàng xóm thì họ à, không có dọn và họ cũng không có ý thức trong cái chuyện này thành ra là cứ sáng sớm nha cứ sáng sớm mở cửa ra là cứ thấy một đống ở trước cửa nhà nha à, thì bực quá bực quá tức quá à, tu mình tu thì nó cũng trời ơi đức hỡi cho nên mình tức quá mình có cái ý phải cho con chó là nó chết đi mình có cái ý là cho mình có cái ý muốn giết nó nha có ý muốn giết nó nhưng mà mình không hành động tức là tôi chỉ có ý tôi muốn giết nó thôi chứ tôi không có giết không có dám không có gan nha Phật tử dù sao tôi cũng là Phật tử nha tôi không có cái gan tôi giết nó nhưng mà cái ý cái ý là chắc nó chết tôi cũng vui lắm á chết tôi cũng vui lắm thì uh không phạm giới nha, chắc chắn là mình không phạm giới bởi vì mình không hành động tức là mình không cố ý giết nó. Mình không cố ý giết nó, ví dụ như mình không cầm cây mình giết nó, mình không cầm vũ khí mình giết nó, mình không đặt bẫy mình giết nó. Mặc dù mình chỉ muốn nó thôi, mình chỉ muốn nó chết thôi. Thì mình không phạm giới. Và nhắc thêm một lần nữa, không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Bởi vì chỉ cần mình có một cái tâm ác nó đã là tạo nghiệp rồi nhưng mà mình chưa có giết nó nha chưa có giết cho nên nó chưa đủ để phạm vào cái giới sắc sanh tuy nhiên nó đã có nghiệp rồi đó rồi à, cho nên cái hành động cố ý là mình phải hành động nha phải hành động À, bằng à, tự thân của mình bằng tay bằng chân bằng bất kỳ cái thứ gì mà mình làm ra ví dụ như à, mình à, chỉ ấn cái nút thôi nha chỉ ấn cái nút thôi à, nhưng mà chính bởi vì mình ấn cái nút đó thì dụ, dụ nó công tắt điện nha, công tắt điện nó nói vô cái lòng chuột chẳng hạn mình chỉ ấn cái nút thôi thì mình đâu có trực tiếp mà mình đụng với con chuột đâu à, nhưng mà đó là cái hành động của y diệt ừ Đấy. Rồi à, hoặc ví dụ như à, mình à, mình không tự tay mình giết mà mình kêu người khác giết thì nó cũng được tính là cố ý giết, tức là cái sự cố ý này đó nó bao gồm hành động của mình nè. Rồi à, cái sự gợi ý của mình. Tức là cái lời nói của mình nha. Hoặc là cái sự gợi ý khác tức là à Ví dụ như bây giờ mình đi ra chợ đó, mình đi ra chợ. À, mình thấy con gà nha, con gà còn sống. Rồi, chuẩn bị tới 30 rồi, 30 phải có con gà chứ. À, mà bây giờ mình Phật tử mình không dám giết nha, Phật tử mình không dám giết. À, mình thấy con gà còn sống, con gà này được á, à. con gà này được. Cái mình chỉ con gà này nói chị à... À, chị chuẩn bị cho em nha, à, chị à, làm sạch sẽ cho em nha, chị làm sạch sẽ cho em chút em em gửi tiền trước chút em quay lại em lấy. Đấy. Thì mình không hề kêu người ta giết nhé nha. Mình đâu có kêu người ta giết đâu. Mình chỉ kêu người ta làm sạch sẽ giùm mình thôi. À, tức là à, thì tắm rửa con gà tắm rửa xà bông sạch sẽ nó cũng làm sạch nhé. Mình đâu có kêu giết đâu. Nhưng mà mình có sự gợi ý người ta giết đừng có lừa mình dối người nha đừng có lừa mình dối người nha mình có sự gợi ý người ta giết kêu chị làm sạch sẽ giùm em giùm chút em quay lại em lấy lần chủ nó biết là kêu là làm giùm gà đó tức là mình có sự gợi ý mặc dù mình không nói thẳng ra cái tự ví dụ như là giết nó giùm em mình không có nói nhưng mà mình đã có sự gợi ý thì như vậy nha thì như vậy mình đã phạm phải nếu như cái người chủ đó mà đem con gà đó đi giết đó, là mình phạm với sắc xanh nha yeah. ừ, rồi cái à, cái điều kiện cuối cùng là cái gì chúng sanh chết do sự cố ý đó có nghĩa là sao à, có nghĩa là ví dụ như à, mình à mình đem mấy con gà hồi nãy đó mình đem con gà hồi nãy mình đem về cho thằng con kêu thằng con con làm sạch cho má đi chút nữa má nấu má nấu chút nữa rồi má nấu để có con gà cúng cúng 30 mươi chẳng hạn vậy cúng ông táo đấy thì đứa con nó cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn nó nghe bà má mặc dù là mình gợi ý cho nó giết rồi đó gợi ý cho nó giết rồi đó nhưng mà nó nghe như vậy đó nó nó lại không có nó không có đem giết mà nó đem con gà đi tắm rửa sạch sẽ nha thí dụ như nó 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 bị khờ đó nghe nghe mình kêu con làm sạch nó đi thì mình nó cứ uh, tắm rửa sạch sẽ cho con gà thơm phức nha thơm phức xịt dầu thơm này nó ngon lành thơm phức tức là con gà nó nó không có chết <laughs> con gà nó nó không có chết thì như vậy mình cũng không phạm giới sát xanh tại vì con gà nó còn sống ừ. ngay cả trong pháp luật việt nam mình ấy nó cũng có cái điểm tương đồng đó là gì một người mà phạm tội giết người tức là mình cố ý mình giết người ta nha mình đầu độc rồi mình hành hung rồi mình làm bất kỳ biện pháp nào để mình giết người ta nhưng mà chỉ cần mà cái đối tượng á không có chết thôi không chết thì mình sẽ không phạm cái án cao nhất tức là sẽ không bị xử tử hình tức là anh có hành hạ người ta như thế nào anh muốn giết người ta nhưng cuối cùng người ta còn hơi mà người ta còn sống ấy là mình sẽ không có đụng vô cái khung hình phạt cao nhất là tử hình thì đối với uh, luật uh, trong giáo pháp này đó mình uh, giả sử mình có muốn giết nó đi thế nào đi chăng nữa mình hành hạ nó nha, mình hành hạ nó, mình làm đủ thứ trên trời dưới đất hết, mà nó không chết là không chết nha, nó không chết là không chết, thì như vậy đó, mình sẽ không có uh, phạm giới sắc xanh, không phạm giới sắc xanh bởi vì nó không chết, mặc dù cái chuyện nó chết đó, là ngoài ý muốn của mình nha. Ví dụ như mình đánh, mình đập nó, mình đâm nó, mình xử lý nó Mình nghĩ là nó chết rồi Nhưng rốt cuộc nó vẫn chưa chết Thì như vậy mình vẫn không phạm giới sát sanh Nhưng mà có cần sự nhắc lại một lần nữa không? Ừ? Đó là không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp Tức là đó, mặc dù cái chuyện nó chết nó không chết là ngoài ý muốn của mình mình không phạm giới sát sanh nhưng mà mình vẫn tạo nghiệp như thường nha vẫn tạo nghiệp như thường à, mà ở trong luật cái trong luật tạng ấy, thì nói là đó là cái cái giới của mình ấy, nó bị ô nhiễm nha cái giới của mình nó bị ô nhiễm cái giới của mình nó bị thủng lỗ chỗ nha nó thủng lỗ chỗ cái giới của mình nó bị lấm đốm Uh, nhưng mà nó không đức là không đức nha chỉ khi nào năm cái điều kiện trên năm điều kiện trên toàn bộ đều thỏa mãn thì mình mới phạm giới sắc xanh cho nên à, uh, khi nào mà mình xét uh, coi có thắc mắc á rốt cuộc tôi có phạm giới sắc xanh không ta có phạm giới sắc xanh không ta thì cứ xét là từ trên xuống dưới nha cứ xét là từ trên xuống dưới có đủ cả năm điều kiện này hay không nếu như nó đủ năm điều kiện tức là mình đã phạm giới sát sanh còn nếu như nó thiếu chỉ cần nó thiếu một điều kiện thôi thì mình không phạm giới sát sanh à, quý vị có nhớ trong cái cái gì hình như là thiên long bắc bộ hả hay là cái gì thần điêu đại hiệp như thần điêu đại hiệp mà cái uh, ông uh, đệ tử của uh, đệ tử của ông uh, nam, uh, nam tăng nam tăng là cái ông cái ông mà có cái 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 lục uh, có cái, uh, cái 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 cái, cái uh, nó nói chung là một cái một cái ông một cái ông tăng ha một cái ông tăng mà cái ổng tới cái hội ổng lên cơn ổng muốn ổng muốn giết ổng muốn giết người ta ổng muốn giết người ta thì nó có một cảnh ổng muốn giết người ta thì nhưng mà ổng không có dám giết không dám giết người nhưng ông không dám giết người à, cho nên là nó có cái có cái cái bòng xấu bọn xấu mới đem một cái người sống nha, đem một cái người sống bọc vào trong cái đống tuyết và nặng thành người tuyết nha, nặng thành người tuyết nhìn ở bên ngoài đó thì nó chỉ là người tuyết thôi nhưng ở trong là có người sống thì nó mới chỉ ông chỉ ông tăng này đó, chỉ ông tăng nữa bây giờ ông không có dám giết người đúng không? vậy thôi bây giờ ông tưởng tượng đi, ông tưởng tượng uh, là cái, cái 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 hình nhân tuyết này nè. Đấy, rồi ông cứ Đấy, ông thấy một cái hình nhân tuyết Ông cứ đánh, ông cứ đánh trưởng vào nó thoải mái nha Ông cứ trưởng vào nó thoải mái Tại vì nó là tuyết mà, nó đâu phải là người sống Ông lo Thì ông Tăng này đó, ông nghe như vậy đó Cho nên là ông vận 12 thành công lực nha Ông vận 12 thành công lực Ông tấn công vào Ở trong cái tuyết mà cái hình người đó Sau khi mà ông trưởng xong đó, Thì ông mới lòi đó, Ở trong đó có người Thì ông Tăng này đó ông mới nghĩ là mình đã phạm giới sắc xanh nha ông nghĩ là mình đã phạm giới sắc xanh à, nhưng mà đó có nghĩa là cái ông tăng này nè ông chưa có học về giới ông thầy của ông chưa có dạy ông về giới ừ, chưa có dạy ông về giới cho nên là ông tưởng là ông phạm giới sắc xanh còn nếu như mình ấy à, mình à, cứ lôi năm năm cái yếu tố này ra lôi năm yếu tố này ra xét uh, ha thứ nhất nó phải chúng sanh có sự sống không có nha cái người ở trong đó là chúng sanh có sự sống nha nhưng mà cái thứ hai nè ông có biết không có biết là có chúng sanh có sự sống không biết không không biết ông không biết thì chỉ cần cái chuyện này nó xảy ra thôi ông không biết là bên trong là có chúng sanh có sự sống nha ông không biết thì như vậy là không phạm giới sát sanh đơn giản như vậy thôi Chứ không có cái chuyện mà mình cứ băng khoăn. Không biết có phạm giới hay không phạm giới. Ừ. Đấy. Rồi trong cái chuyện mà mình. À... Trong cái giới này nó còn một những cái lắc léo nữa. Mà sẽ nhắc quý vị luôn. Ví dụ như. Bà vợ đó. À, ông chồng. À, à, bà vợ kêu ông chồng đó. À, anh... À, anh cắt cổ con gà đó dùm em nha để 30 Tết đem lên bàn thờ cúng gia tiên ừ. ông chồng ông bà chỉ con gà con gà mái đó mà ông chồng ông thấy con gà mái này nó còn đang đẻ con gà mái này nó còn đang đẻ thôi không có giết con gà này được mà ông đi ông giết con gà khác đấy ông giết con gà khác thì ổng không giết con gà mà bà vợ bà chỉ bà vợ bà chỉ thị con gà mái đang đẻ nè kêu giết đi ông chồng ổng không giết ổng đi ổng cắt cổ con gà mái khác con gà đó không có đẻ ổng cắt con khác thì như vậy á quý vị nghĩ bà vợ có phạm giới sát sanh không bà vợ không phạm giới sát sanh bởi vì cái đối tượng mà bà vợ Bà chỉ định giết á là cái con gà đang đẻ ông chồng ông đi ông giết con gà khác thì tức là ông chồng phạm giới sắc xanh mà bà vợ không phạm giới sắc xanh mà mình gọi là giết nhầm ha giết nhầm ừ rồi à, hoặc là à, thằng à, đại ca ha, đại ca uh, bị người ta đánh uh, bị người ta đánh uh, về cái quê mặt với đàn em đàn em hỏi uh, bây giờ uh, thằng nào nó đánh đại ca bây giờ đại ca chỉ đi rồi em xử nó cho đại ca nói, đại ca nói thằng đó ở cái ở cái quán uh, uh, ví dụ ở cái quán cháu lẩu thí dụ như vậy ở cái quán cháu lẩu uh, nó nó đội cái nón đỏ uh, mặc cái áo bông màu xanh đấy thằng đó, đó mày qua mày, mày qua mày giết nó cho tao thì khi mà thằng đàn em á nó đi qua cái quán cháu lẩu nó thấy cũng đúng là có một thằng là đội cái nó đội cái nón đó mặc cái áo màu đó nó đi qua nó, nó giết nhưng mà nó không ngờ nó giết thằng khác tại cái thằng như vậy đó cái thằng kia thằng đại ca muốn giết đó, nó đi về rồi nó thấy là nó 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 gây chuyện nó gây chuyện với dân xã hội đen nó sợ nó đi về rồi rồi vô tình cái thằng khác á, mặc đồ cũng giống như vậy nó đi vào và thằng đàn em á, nó giết nó giết nhầm ừ. thì nếu như mà xét theo pháp luật Việt Nam ấy là cái thằng đại ca đó là cũng là vô cái tội giết người chung với thằng đàn em luôn nha nhưng mà xét theo cái giới luật ấy thì chỉ có thằng đàn em á, phạm tội sát sanh thôi còn thằng đại ca đó không phạm tội sát sanh bởi vì cái đối tượng mà thằng đại ca muốn giết ấy, nó không có chết còn thằng đàn, đàn em ấy, nó giết nhầm nhưng mà sư có cần nhắc lại lần nữa không không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp À, cho nên cái cái chuyện mà nhờ nè sai nè chỉ thị nè nó có đi nó có đi vòng 100 người một ngàn người thì cũng vậy thôi cái người này chỉ với người kia người kia chỉ với người nọ chỉ cần mà không giết đúng cái đối tượng mình muốn giết là không phạm giới sát sanh nha Còn cái người mà ra tay mà giết đó, à, chính cái người đó là phạm giới sát sanh đấy rồi um, ví dụ như trong trường hợp ha, trong trường hợp mà mình à, làm một cái bẫy nhé mình làm một cái bẫy với cái suy nghĩ với cái suy nghĩ là bây giờ cho người ai bất kỳ ai nha đi ngang qua mà dính cái bẫy này là cho chết đi thì nếu như thì đương nhiên là mình mình làm cái bẫy đó rồi mình không có ra tay nha mình không ra tay À, nhưng mà chỉ cần mà có ai đó mà dính cái bẫy đó mà chết đó, là mình cũng phạm giới sát sanh. Ừ. Rồi um, có một cái lắc léo như vậy nữa nè, có cái lắc léo như vậy nè. À, mình đặt cái bẫy, ha, mình đặt cái bẫy uh, cái bẫy uh, thú uh, với cái suy nghĩ là đặt cái bẫy thú ở đây ha có những cái con như là con con thỏ mà con nai nè rồi mấy cái con thú nó rớt xuống thì nó sẽ chết nhưng mà mình không có ý bảy người nha không có ý giết người nhưng mà lỡ mà một người nào đó mà rớt xuống cái bảy đó mà chết mình không phạm giới sắc sanh bởi vì cái ý của mình là cho một cái con thú nào đó rớt xuống chứ không phải cho con người ừ nhưng mà nếu như mà cái con thú nào đó mà nó rớt xuống đó, là mình phạm giới sát sanh đấy à, cho nên là tới dẫn đến một cái chuyện nữa ví dụ như à, cái những cái người mà bán thuốc chuột à, những cái người kinh doanh mà thuốc cái diệt chuột chẳng hạn ừ, kinh doanh thuốc diệt chuột khi họ làm ra họ bán cái thuốc diệt chuột mục đích của họ là để diệt chuột Nhằm mục đích của, của thuốc đó là để diệt chuột. Thì khi mà người ta đem về đó. Người ta làm rồi người ta cho con chuột nó ăn. Và con chuột đó nó chết. Thì cái người mà tạo ra cái thuốc đó, đó nhằm mục đích diệt chuột đó. Họ phạm với sắc xanh. Khi họ bán. Nhớ nha. Khi họ bán thì họ chưa phạm giới sắc xanh. Khi người khác mua về họ chưa phạm giới sắc xanh. Nhưng mà khi mà cái con chuột nó ăn vào trong cái bả chuột đó mà nó chết là cái người mà tạo ra cái thuốc diệt chuột nhằm mục đích diệt chuột á họ phạm với sát sanh. Ừ. Đây, quý vị nghe nãy giờ rồi, chắc quý vị cũng thấm một phần chứ. Xin hỏi quý vị. Như vậy thì nếu như mà cái người mua thuốc diệt chuột về đó họ không diệt chuột mà họ đi họ đánh bả chó họ lấy cái thuốc diệt chuột đó họ đánh bả chó thì nếu như con chó nó chết thì cái người mà bán cái thuốc diệt chuột họ có phạm giới sát sanh không có ai trả lời sư không ừ? ở đây chán nữa. không không ai không không, không dám nói hả đấy đúng ừ, đúng rồi đúng rồi đấy cái người bán thuốc diệt chuột họ không phạm giới sắc xanh ha à. đấy đó quý vị hiểu bài rồi đó hiểu bài rồi đó ừ. Đấy. rồi cho đến cái chuyện làm bùa nè bùa ngải trù ếm nha hoặc mình sử dụng thần thông ấy, mà mình giết người ta thì mình vẫn phạm giới sát sanh như thường ừ. rồi trong cái chuyện mà cái um... rồi tính cái chuyện mà tự tử tự tử. Tử, tử thì nhớ dùm nha cái gạch đầu dòng mà nói là chúng sanh có sự sống là nó chỉ một cái chúng sanh khác ngoài cái tấm thân này nha một chúng sanh khác ngoài tấm thân này chính bởi vì như vậy cho nên khi mà mình tự tử là mình không phạm giới sát sanh quý vị thấy ủa sao lạ vậy Hả? tự tử không phạm giới sát sanh đúng vậy tự tử không phạm giới sát sanh bởi vì cái chúng sanh có sự sống đó là chỉ một chúng sanh khác chứ không phải là chỉ bản thân mình cho nên khi mình tự tử mình không phạm giới sát sanh đừng có vội mừng nha yeah, đừng có vội mừng nói để nói cho đủ uhm. thứ nhất là nó không phạm giới sát sanh cho nên ấy trong những kiếp mà bồ tát hy sinh mạng sống của mình ấy để à bố thí cho chúng sanh khác ví dụ như hồi nãy sư nói bồ tát lao từ ở trên xuống dưới vực để lấy thân nuôi hổ ha thì như vậy tức là bồ tát tự sát rồi đúng không bồ tát tự sát nếu như cái chuyện tự sát đó mà phạm giới sắc sanh ấy sao bồ tát hành bồ tát đạo được làm sao ngài hành bồ tát đạo được à, nha tại vì sắc sanh đi địa ngục mà không lẽ giờ mình hành bồ tát đạo là mình phải đi địa ngục hay sao cho nên cái chuyện mà Bồ Tát uh, tự tử nha Bồ Tát tự tử để y, y, cúng dường cái tấm thân này đó thì nó không phạm giới sát sanh nha yeah. rồi uh, ở trong kinh có nhiều những chuyện mà Bồ Tát hy sinh mạng của mình lắm hoặc ví dụ như trong cái kiếp mà ngài uh, là cái con chim ấy, rồi ngài thấy một cái vị tu sĩ À, bị đói rồi thì ngài mới lao mình vào ở trong cái đám lửa để ngài tự thiêu cái tấm thân này để làm một cái món chim nướng à, làm cái món chim nướng để cúng dường cái tấm thân này đến vị tu sĩ thì như vậy đó như vậy đó à, Bồ Tát không phạm giới sắc xanh và cái vị tu sĩ mà thọ hưởng cái thực phẩm đó đó thọ hưởng cái thịt chim đó đó thì Ông cũng không có tạo nghiệp nha, ông không tạo nghiệp tại vì đó hoàn toàn là sự tự nguyện của Bồ Tát. Ừ. Chứ còn cái chuyện mà ăn cái đó mà mang tội á thì sao Bồ Tát cúng dường được? Nhớ giùm nha, ăn không có mang tội nha. Ăn cái thịt đó không có mang tội. Tại nếu như mà ăn cái thịt đó mà mang tội á, có nghĩa là Bồ Tát thì có cái lòng tốt, hy sinh mình cúng dường cho hổ ha con hổ ăn cái đó nó bị tội rồi nó đi địa ngục thì có phải cái sự cúng dường nó chất quớt không? Có phải là bồ tát thành ra ý muốn giúp người hóa ra hại người không? Cho nên không có không có chuyện đó nha. Con hổ ăn thịt bồ tát khi bồ tát cúng dường cho nó, nó không có tội. Ừ. Cũng tương tự như vậy, cái vị tu sĩ ăn thịt con chim đó, vị tu sĩ không có tội. Chứ nếu có tội thì làm sao mà cúng dường? Ừ. Đấy, rồi um, có những vị tỳ kheo ở trong tặng luật ấy, các vị đó um, đau bệnh quá đau bệnh quá chịu không nổi uh, rồi có những vị uh, tự tử nha có những vị tự tử uh, thì khi mà các vị đó tự tử các vị đó quán cái uh, sự vô thường quán tâm tướng và vị đó chứng đắc đạo quả nên nhắc quý vị nhé nếu như cái chuyện mà từ tử mà nó phạm giới thì chắc chắn là các vị đó không chứng được đạo quả bởi vì muốn chứng được đạo quả cái giới hành phải trong sạch nhớ dùm muốn chứng được đạo quả giới hành phải trong sạch cho nên cái chuyện mà tự sát bản thân đó không phạm giới nghe lạ ha nhưng mà như vậy thêm một cái như vậy sư học với sư sư mở ngoặt nhiều cái lắm nha nó phải quẹo qua quẹo lại ừ. đó là không bởi vì như vậy mà khuyến khích bất cứ ai tự tử nhớ dừng nha không được đề nghị cũng không được khuyến khích mà cũng không làm cho người ta cảm thấy là cái chuyện tự tử là cái chuyện nên làm bởi vì sao bởi vì nếu như mà mình khuyến khích người ta đó, khuyến khích người ta, mình làm cho người ta thấy là cái chuyện tự tử là cái chuyện nên ấy, nó người ta tự tử là mình phạm giới sát sanh. Ừ. Tại vì trong kinh nó có trường hợp như vậy, trong kinh có trường hợp như vậy, có một cái ông thiện nam, ông cư sĩ, ông chứng thánh rồi, nhà ông chứng thánh rồi, ông bệnh nặng lắm nhưng thì có có mấy vị sư uh, khuyên khuyên ổng vậy thôi giờ ông ông chứng thánh rồi nha ông chứng thánh rồi ông đâu có lo ông xa đọa nữa còn chuyện gì nữa để làm đâu mà cái thân này nó bệnh như vậy nè nha, thân nó bệnh trầm kha như vậy nè thôi chắc uh, chết sớm để đổi qua cái tấm thân khác nha chết sớm đổi qua tấm thân khác thì uh, nó khỏe biết là bao nhiêu nha khỏe biết là bao nhiêu tức là vị này có cái ý gợi ý cho cái người này tự tử chết sớm đi. thì cái người thiện nam nghe cũng có lý bởi vì mình chứng thánh rồi thì mình đâu có lo xa đọa mà mắc cái mớ gì mà mình phải uh, ôm cái tấm thân mà bệnh hoạn này để mà nó lết tới lết lui nó cực khổ vậy thế là cái vị Thiện Nam này á đi từ tử nghe cái lời gợi ý số 7 của uh, mấy ông sư đó đó nha đi từ tử thì khi mà cái từ tử như vậy đó thì những vị sư này nè phạm giới sát sanh do gợi ý nha do gợi ý cho nên cẩn thận cái chuyện đó. Ừ. Nói, nói chưa tới chứ để mất công cái gì nói. Ông sư hạnh tuệ ông nói uh, tự sát là không có phạm giới sát sanh. Cái người tự sát không phạm giới sát sanh. Có nghĩa là ổng khuyến khích người ta tự sát không phải như vậy nha, không phải như vậy. Cái người tự tử họ không phạm giới sát sanh. Nhưng mà cái người mà khuyến khích người ta tự tử ấy họ phạm giới sát sanh. Nha, khuyến khích, kêu gọi, gợi ý các thể loại là phạm giới sát sinh. À, cho nên cái chuyện mà à, mình nói là cái à, chết nhân đạo, tức là sao? À, một số quốc gia đó cho phép ví dụ như người mà bệnh quá, bệnh nặng quá nha, bệnh nặng quá à, họ chịu nổi thì à, cho phép họ chết nhân đạo. Nhưng mà sư nhớ à, đối với bệnh y y học á, cái người bác sĩ họ có cái lời thề của họ. Sư quên, không biết cái lời thề đó tên là cái gì, nhưng họ có lời thề của họ. Tức là tôi sẽ không cung cấp bất kỳ một cái phương pháp gì để cho người ta đi đến cái chết. Sư nhớ là bên bác sĩ họ có lời thề đó. À, và nó cũng phù hợp với Phật giáo tức là mình không cung cấp người ta bất kỳ cái phương pháp nào cũng không có bất kỳ cái sự gợi ý nào nha, không có bất kỳ sự gợi ý nào để người ta tự tử. Còn cái chuyện anh thấy khổ quá, anh đau quá, anh muốn chết đó là quyết định của anh. Tôi ừ. không dính dáng, tôi không liên quan và tôi cũng không khuyến khích. Đấy. Và khi mà một cái vị tỳ kheo ấy khi một vị tỳ kheo À, đau bệnh quá đau bệnh quá ngày xá Lợi Phất á, ngày có đến ngày hỏi à, Hiền đệ đó à, có chịu nổi không Hiền đệ có chịu nổi không thì cái vị này mới thang nó trời ơi bây giờ chịu không nổi chịu không nổi sư huynh ơi nó đau mà nó giống như là bây giờ có cái người mà họ căng hai tay hai chân ra mà quặn họ sống rồi họ giả ra từng từng miếng từng miếng như vậy giống như cái người mà họ 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 siết cái người lực sĩ mà họ siết họ bóp nát cái, cái sọ của mình ra mà nó kêu kinh két nhìn két vậy nó đau quá chịu không nổi sư huynh ơi chắc là bây giờ tôi giờ để chết thôi chứ để sống không nổi chắc gì để với tự tử để chết thôi chứ còn sống mà sống cái kiểu này để chịu không nổi đau quá sư huynh ơi thì ngài xá lợi phất ấy, ngày khuyên thế tôn không có khuyên ai tự tử mạng sống đều là đáng quý nha thì uh, cái vị uh, sư này đó không có nghe được lời của ngài Sa Lợi Phất cho nên uh, là tới hồi ngài Sa Lợi Phất đi rồi đó đương nhiên quý vị nhớ rõ nhà ngài Sa Lợi Phất không hề khuyên người ta tự tử nha đau cỡ nào đau Ngài không có khuyên uh, thì khi đi rồi thì vị sư này mới đi tự tử nhưng mà khi mà trong cái giai đoạn mà vị này đang cắt cổ nha lấy cái, cái lấy cái dao mà tự cứu cổ mình để mà chết thì vị này quán xét cơn đau phát triển tam tướng và cuối cùng chứng đắc đạo quả đấy thì mặc dù nhớ nha mặc dù ngài xá lợi phất ngài biết là vị này đó khi mà tự tử cái cơn đau nó xuất hiện cái sự sợ chết nó xuất hiện cái sự cái sự uy hiếp của cái chết xuất hiện vị này sẽ chứng đắc được đạo quả nhưng mà ngài cũng không vì như vậy mà ngài khuyên thôi thôi em đi chết đi nha không có chuyện đó nha không có chuyện đó ngài vẫn nói rõ đó là mạng sống đều là đáng quý không có vì cái chuyện đó mà mình lo mình vội mình đi chết nha cái đó là mình đang nói về cái chuyện mà từ tử mình đi lên nhưng mà phàm phu của mình ý, đa phần từ tử là đi xuống tại sao tại vì mình không có cao thượng được như vậy nha à, mình đâu có uh, từ tử tại vì mình uh, bố thí ba la mật nha mình gieo mình xuống dưới vực để mình cúng dường cho cạp đâu có chuyện đó đâu uh, mình đâu có cái gan mà mình uh, quán xét tâm tướng để chứng đắc đạo quả mình ta có cái gan đó, ừ. đa phần mình ấy tự tử do cái lý do gì, bất mãn, nhé, chán đời, rồi có khi tự tử vì tình, tức yêu nhau quá mà người ta không có cho, không có đến được với nhau á thôi chết chung với nhau, ừm. Thì cả ba trường hợp mà sư vừa nêu trên Nếu như mà chúng ta tự tử vì những nguyên nhân đó Thì cảnh giới địa ngục ngà quỷ xúc xanh nó mở ra cho chúng ta Bởi vì sao? Thứ nhất, xét về cái nguyên nhân nha Xét về nguyên nhân Tự tử do um, bất mãn đúng không? Nguyên nhân tâm gì? Phải tâm thiện không? tâm sân, tâm sân à, nha, tâm ác, ừ. từ tử do chán đời, nha, chán đời, nó cũng là ưu đúng không? ưu thì nó là tâm sân, ừ. rồi từ tử vì tình đúng không? nó là lại là do ái dục, nó cũng là tâm bất thiện, nha. thì những trường hợp như vậy đó cái mục đích ban đầu của mình vốn dĩ nó đã xuất phát từ cái tâm bất thiện mà kinh pháp cú nói như thế nào tâm dẫn đầu các pháp tâm làm chủ tâm tạo tác nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm khổ não liền theo sâu như xe chân vật kéo tức là cái chuyện mà mình tự tử vì những cái lý do trời ơi đất hỡi đó thì chắc chắn là nó đem đến đâu, ừ. rồi cái thứ hai cái tâm của mình ấy, mà nó để có thể thực hiện được cái hành động tự tử nó phải rơi vào cái tình trạng xúc động mạnh lắm mới làm được chứ không phải là cái chuyện thường đâu nha, không phải chuyện thường đâu nó phải có sự quyết tâm mãnh liệt lắm á rất là nhiều người nha rất là nhiều người nha cầm cái dây thòng lọng nha cho mà họ không dám đeo vô trong cổ đừng có nghĩ cái chuyện đó nó đơn giản nha cầm cái dây thòng lọng á mà đưa vô trong cổ á cũng cần phải sự quyết tâm ghê gớm nó mới làm được rồi khi mà đưa vô trong cổ rồi đó mà dám đạp cái ghế đó. quyết tâm cũng mãnh liệt lắm đó nhưng mà sư biết như vậy nè rất nhiều người nha rất nhiều người nha khi mà họ đạp cái ghế xong rồi đó cái dây thòng lọng mà nó kéo trong cổ nó siết nó siết nó siết vô họ hối hận mạnh cỡ nào mạnh nhưng mà có khổ cỡ nào khổ vậy đó mà cái hồn cái dây nó, nó siết siết họ họ hối hận tại sao đau quá ừ nha đau quá nha đau quá thành ra họ hối hận ừ chịu nổi rồi um cho nên cái quyết tâm mà chết nó phải ghê gớm lắm chứ không phải chuyện đơn giản đâu nha rất là nhiều người họ kêu họ cầm con dao mà đưa vô trong cổ ha, họ tự sát cắt cổ nhưng mà cái cái mà để họ quyết tâm họ cắt được cái cổ của họ cái quyết tâm nó phải ghê gớm lắm chứ không phải chuyện đơn giản tại sao sư nhắc đến chuyện này tại sao sư nhắc đến chuyện này bởi vì nó đem lại một cái hậu quả mình không tưởng tượng được nó bao gồm cả hai mặt tích cực lẫn tiêu cực xét về mặt tích cực ấy do cái sự chú ý đó, nó rất là mạnh nha quyết định nó phải rất là mạnh cho nên những cái vị mà hành à, ba la mật mà hy sinh tính mạng ấy, nha hy sinh tính mạng ấy, làm được một lần rồi đó ở những kiếp sau á nha ở những kiếp sau đó cái chuyện mà mình uh, hy sinh tính mạng nha để mình bổ túc ba la mật đó, nó dễ lắm quý vị đọc kinh đi quý vị thấy là tại sao có những kiếp mà trời ơi, sao bồ tát quyết định hy sinh tính mạng mà bỏ mạng mình ra nó dễ như vậy nó dễ như vậy mình mình đọc mình thấy nó dễ quá nó không có cái sự uh, đấu tranh nội tâm tư tưởng không có không có cái chuyện mà ngài bố thí sinh mạng của ngài sẽ nó đơn giản với vậy nha đó là do đâu do ngài quen rồi nha làm được một lần là những lần sau làm dễ lắm nha ờ, mình đương nhiên mình không có coi thường nha cái chuyện bố thí sinh mạng nó phải chuyện dễ nhưng mà chỉ cần mình làm được á hy sinh tính mạng để hướng đến đạo hòa giải thoát mà mình làm được một lần những lần sau nó dễ lắm hơn nữa những lần sau khi mà mình đụng đến cái chuyện mà tu hành giải thoát mình lại có khuynh hướng sẵn sàng vì cái chuyện này mà hy sinh tính mạng ừ. mình gọi là giống như nó có cái huông nó có cái huông nên những lần sau mà cứ hễ đụng đến cái chuyện tu hành là ngài sẵn sàng bỏ mạng ngài sẵn sàng bỏ mạng ừ. rồi đó là cái chuyện tốt Ừ, tức là trên con đường tu mà mình đã sẵn sàng bỏ mạng rồi đó mà mình làm được cái chuyện đó những lần những kiếp kế tiếp nữa mình vung bồi ba la mật ấy, cái chuyện mà mình hy sinh tính mạng nó, nó không có khó đến như vậy nó không khó như những lần đầu ừ. đó là chuyện tốt còn về cái mặt tiêu cực nè nếu như mà mình tự tử vì bất mãn vì khổ quá chịu không nổi À, vì uh, ưu tư ha? vì lo lắng rồi vì chán đời ha đau rồi bệnh rồi nghèo rồi đủ thứ trên trời dưới đất ha rồi vì tình cảm ha? rồi mình đi đến cái quyết định tự tử khi tự tử được rồi đó. khi mà tự tử được rồi đó sẽ nói trường hợp được cứu nha khi tự tử được rồi đời sao kiếp khác do cái tâm muốn tự tử đó. cái tâm quyết định mà tự tử nó mãnh liệt quá đi cho nên qua đời sau kiếp khác Cứ hễ gặp chuyện Không vừa lòng Nghịch ý Thì cái phản ứng của mình Đầu tiên đó là Tự tử Tại sao có những bạn trẻ đó Tại sao có những bạn trẻ dễ tự tử như vậy ừ. Ba mẹ la mắng Tự tử Học hành kết quả xấu Tự tử đang đang đứng ở cái điểm cao nha tự nhiên thi rớt đại học tự tử người yêu bỏ tự tử hoặc là đụng cái chuyện chuyện này chuyện kia ví dụ như là thất nghiệp à, rồi phá sản rồi nghèo rồi đói à, rồi ví dụ như là à, chồng như vợ ngoại tình à, rồi những cái chuyện này chuyện kia không vừa lòng nghịch ý cái phản ứng của họ lại là cái chuyện tự tử và họ quyết định tự tử rất là dễ dàng rất là dễ dàng tại sao như vậy tại sao như vậy bởi vì những kiếp trước là mình đã mình đã làm cái chuyện đó rồi mình đã làm chuyện đó rồi thành ra trong cái kiếp này đó khi mà đụng chuyện khó đó thay vì thay vì mình cố gắng mình nỗ lực để mình vượt qua cái vấn đề đó nha mình cố gắng mình giải quyết cái vấn đề đó thì mình lại có xu hướng tự tử mà quý vị biết rồi thân người khó được chánh pháp khó nghe cái kiếp này mình được làm người rồi đó mình tự tử có chắc đời nào kiếp nào mình mới lại tiếp tục được làm người nhưng mà <laughs> nhưng mà đến khi mà được làm người rồi đó gặp chuyện khó khăn trắc trở mình lại đi tự tử nữa tại vì nó đã trở thành một cái thói quen trở thành một cái thói quen cứ hãy gặp chuyện khó là từ tử nó trở thành một cái thói quen cho nên cẩn thận cái chuyện này nha cẩn thận chuyện này uhm. rồi cái khi mà mình từ tử đừng có nghĩ là mình tự tử là mình ngon nha tại vì cái tâm cận tử cái tâm cận tử nó nó quyết định cái cảnh giới tái sanh tại sao hồi nãy sư nói là rất là nhiều người khi mà cái dây nó, nó giật nó kéo cái cổ họng của họ đó họ hối hận tại vì nó đau quá nó đau quá và nếu như mà cái nỗ lực tự cứu của họ không thành công ví dụ như uh, cái sức không không có đủ cái sức để mà nắm cái dây để mà kéo để mà tự giải thoát cho mình để đêm tự giải thoát cho mình uh, mà mình uh, giải thoát không thành công rồi trong những trường hợp tự tử khác cũng vậy chết trong đau đớn chết trong đau đớn ngay cả những người uống thuốc ngủ á, đừng có nghĩ là cái chuyện mình uống thuốc ngủ á, là mình chết trong nhẹ nhõm không có nha không có cái phản ứng khi chết á, cái cái thuốc độc cái thuốc ngủ á, nó sẽ cào lên trên cào lên trên nó, nó nghẽn nó nghẽn mà mình cái, cái cơ của mình á, nó không có nó không có phản xạ để mình ối ra được cái, cái ruột nó phản xạ nó ối lên để nó ối ra tống thuốc cũ ra nhưng mà cái cái cơ của mình á, thì nó nó khép lại rồi không có ối ra được nó cứ nghẽn ở đó, đó. nó đau nó đào nó nghẽn ở đó, đó. Ừ. mà mình ấy do cái phản xạ mà gần chết đó, cho nên mình rơi vào trường hợp tỉnh tỉnh nha cái người đó tỉnh nhưng mà mắt mở không được quý vị biết giống như những trường hợp mà mình nằm ngủ mình thức rồi nha nhưng mà mình không cử động được cái chuyện mà tự tử bằng thuốc ngủ cũng y chang vậy đó tỉnh nhưng mà cơ thể không cử động được và họ chịu dằn vặt bởi sự đau đớn đó cho đến khi nào chết thì thôi Đấy, cho nên à, thì những cái trường hợp mà mình tự tử mình chết nó đều chết trong đau đớn mà khi chết trong đau đớn, xin thưa nhé. Hy vọng gì ở những người uh, chết do bất mãn, chết do buồn phiền, chết do ưu tư rồi chết vì tình mà họ có tu tập. Hy vọng gì sự tu tập của họ? Hy vọng gì cái sự tu tập của họ mà giờ đó khi họ chánh niệm, nói cho vui thôi. Ừ. Mấy cái người đó thì giờ đó không có họ không có chánh niệm nổi đâu. Cho nên họ rơi vào trong cái tâm sân. ưu tư, rồi đau. Không có chết nào thoải mái, chết đau. Ừ. À, thì đang nói tự tử nha chết đau à, Thì à, trong trường hợp đó chết trong cái tâm sân ấy do tâm sân họ sẽ kéo xuống địa ngục nhà quỷ súc sanh chết cái kiểu đó là chết đi xuống không đi lên nổi ừ. rồi lại thêm một vấn đề nữa liên quan đến cái việc tự tử, tử nè đó là khi mà chúng ta nói chúng ta nó kỳ khi mà một người họ tự tử họ thường họ có hai quan niệm như sau thứ nhất chết là hết đau quá chết cho nó chấm dứt đi cuộc đời này nha chết cho nó hết buồn quá khổ quá chịu nổi thôi chết là hết thì nó rơi vào cái đoạn kiến tức là một cái tà kiến nha cái thứ hai họ có suy nghĩ như vậy chết qua đời sau đỡ khổ hơn thì họ lại rơi vào trong thường kiến cũng lại là một thứ tà kiến khác mà khi họ chỉ cần họ rơi vào trong hai thứ tà kiến này thôi thì họ phải đi địa ngục họ phải đi địa ngục tại vì cái tà kiến nó giống như là mình nhảy sông mà mình ôm theo cục đá vậy đó nó kéo mình chìm xuống sâu hơn và lâu hơn ừ. một người mà tự tử mà không có tà kiến tức là không có hai cái kiểu suy nghĩ này nè họ cũng đi xuống khổ cảnh nhưng mà đi nó không có sâu bằng không có lâu bằng à, cái người à, mà họ ôm cái tà kiến xin lấy ví dụ như cái người không có tà kiến ha mà họ cũng tự tử vì những lý do trên ấy. họ rơi xuống những khổ cảnh họ ở dưới sư giả sử như à, từ à, trong khoảng một, một kiếp trái đất giả sử họ rơi xuống một kiếp trái đất thì cái người mà họ tự tử mà họ có tà kiến đó, cái kiểu tà kiến đó đó họ rơi xuống dưới địa ngục ấy họ sẽ ở dưới đó nhiều kiếp trái đất nhiều kiếp trái đất Cho nên, cẩn thận. Rồi quý vị hỏi như vậy Bồ Tát thì tự tử bằng cái gì? Đương nhiên, lý tưởng của ngài thì không bao giờ có cái chuyện à, chết rồi là hết. Ngài đâu có ý, ý tưởng đó. Ngài cũng không có ý tưởng là qua đời sau sẽ tốt đẹp hơn. Mà ngài ý tưởng của ngài là cái gì? Ta sẽ hy sinh tính mạng vì mục đích giác ngộ giải thoát. Ta sẽ hy sinh tính mạng vì mục đích giúp cho chúng sanh được an lạc. Đấy thì đó lại là mục đích cao, cao thượng. Cho nên. À, các cái bậc vĩ nhân nha các ngài tự tử là các ngài có Chánh kiến còn cái kiểu mà phàm phu á từ tử mang một trong hai thứ tà kiến mà như vậy thì lại rơi xuống địa ngục chờ xem một chút xíu uhm. sư không hình như nãy giờ sư sư quên ghi âm lại <laughs> hình như nãy giờ sư quên ghi âm lại tức là có nghĩa là nếu như mà quý vị không có tham gia trực tiếp ấy, thì nó sẽ không có video phát lại cho quý vị đâu nha cho nên cái chuyện mình tham gia trực tiếp ấy, nó sẽ tốt hơn bởi vì mình không biết được cái cái sự kiện gì nó có thể xảy ra Và hình như nãy giờ sư quên ghi âm lại rồi, Chúng ta tiếp tục. Ha. À, rồi mình nói về cái à... À, còn một cái vấn đề nữa, đó là cái à, mình thường hay, quý vị thường một số vị ngần ngại cái chuyện mà mình rửa tay sát khuẩn, một số bị ngần ngại cái cái dụng mà sát khuẩn đó, đó mình có phạm với sát sanh không? thì à, ở các cái vị trưởng lão á cái dạy như thế này cái, cái mà gọi là vi khuẩn ấy nó chỉ là sắc do thời tiết xanh chứ nó không phải là một chúng xanh nó chỉ là sắc pháp sắc do thời tiết xanh à, thành ra nó không được tính là một chúng xanh cho nên khi mà mình rửa tay sắc khuẩn á, thì nó không phạm giới sắc xanh mà tại sao quý vị có thể nói thắc mắc ủa con vi khuẩn nó uh, nó di chuyển được mà nó di chuyển được mà rồi tại sao mà sư nó không nó không phải chúng chúng xanh sư nói cái này quý vị biết nè lớn hết rồi nha đây chắc người lớn hết rồi uh, những cái tinh binh uh, những cái tinh binh uh, nó cũng có khả năng di chuyển nó cũng có khả năng di chuyển. Rồi nó cũng có cái nhiệm vụ của nó, nó biết cái nhiệm vụ của nó nó phải làm cái gì. Nha. Thì nó cũng không phải là chúng sanh. Nó cũng không phải là chúng sanh. Chỉ khi nào đó mà cái tinh binh đó đó nó gặp trứng và cái thức tái sanh nó xuất hiện ngay cùng thời điểm thì khi đó, đó mới được tính là chúng sanh. Mới có một chúng sanh. Thì nên bản thân cái anh tinh binh nó không phải là chúng sanh, mà nó có khả năng hoạt động mà, Nha. nó có khả năng hoạt động rồi nó có nó biết cái nhiệm vụ của nó, nhưng mà nó vẫn không phải là chúng sanh. thì cái vi khuẩn cũng vậy thôi. cho nên uh, nó là cái sắc pháp do thời tiết xanh nó không phải là chúng sanh. Ừ. Rồi. cái đây không lâu. Uh, nó rộ lên một cái uh, phong trào uh, là ở, uh, ở Mỹ đó, nó ban hành cái đạo luật là cấm phá thai mà người uh, người Mỹ họ biểu tình họ phản đối cái đạo luật đó bởi vì họ nói là cái cái chuyện nói chung là họ có nhiều lý do lắm nhưng mà xét theo uh, luật nha xét theo giới luật cái thì ngay thời điểm mình gọi là cái thời điểm thụ thai đó tức là tinh binh gặp trứng uh, và có cái thức tái sanh xuất hiện là ngay thời điểm đó đã được tính là chúng sanh rồi đã được tính là chúng sanh rồi chứ mình không có xét cái kiểu mà nó bao nhiêu tuần tuổi nha không cần xét bao nhiêu tuần tuổi chờ tới hồi mà nó ra hình ra hài ra hình dáng con người rồi thì không không cần hoặc như khoa học họ nói là à, thai bao nhiêu tuần nó có nhịp tim mình không cần có nhịp tim mới tính là chúng sanh nha cái thời điểm mà ba thứ đó gặp nhau tức là tinh binh trứng và thức tái sanh xuất hiện chưa có nhịp tim nhưng nó đã là chúng sanh rồi ừ. à, cho nên ấy, khi mà mình phá thai dù ở bất kỳ giai đoạn nào thì vẫn tính là sát sanh nha yeah. anh ra cẩn thận cái chuyện này uhm, rồi mình xét về cái tội nặng hay tội nhẹ của cái giới này ha à, thứ nhất á, là mình um, trong xét trong loài thú xét trong loài thú thì cái loài thú nhỏ thì nó khi mình giết cái loài thú nhỏ thì cái nghiệp ấy, nó không có nặng bằng mình giết loài thú lớn tức là mình giết con voi nghiệp nó sẽ nặng hơn mình giết con kiến hoặc là mình giết con gà thì nghiệp nó sẽ nặng hơn là mình giết con cào cào tại vì sao bởi vì nó khác biệt ở cái sự nỗ lực mình giết con kiến ấy, mình nỗ lực nó, nó ít lắm nha mình rất là ít Nỗ, nỗ lực Nhưng mà mình muốn giết con gà đó Phải nỗ lực nhiều hơn Mà mình muốn giết con voi á Phải nỗ lực nhiều hơn nữa Mà giết con người đó Mình còn phải nỗ lực nhiều 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 hơn nữa Cho nên uh, Xét theo của loài động vật Không tính, tính con người Thì uh, Loài chúng sanh Càng nhỏ uh, Càng lớn Thì cái nỗ lực mình càng lớn Và cái nghiệp của mình nó càng nặng Ừ rồi thứ hai á, là chúng sanh càng có giới đức thì mình giết họ đó cái nghiệp nó càng lớn như sư nói giết người á, thì cái nghiệp nó sẽ nặng hơn giết thú tại vì sao bởi vì người á, cái họ có giới hạnh hơn là cái loài thú tuy nhiên ở đây sư không có tính bồ tát nha làm ơn làm phước dẹp mời bồ tát thỉnh ngài để một bên nha ngài lên pháp tòa ngài ngồi à, ngài lên đài xe ngài ngồi đi mình không có tính bồ tát ừ xét thì chúng sanh bình thường thì loài người á, mình giết loài người á, thì cái nghiệp nó sẽ nặng hơn là mình giết loài thú rồi cái người có giới á, thì cái nghiệp nó sẽ nặng hơn là cái người không có giới rồi rồi cái nữa đó là cái uh, cái người có ân đức với mình ấy, thì nghiệp nó sẽ nặng hơn cái người không có ân đức với mình Ví dụ như quý à, vị biết là trong ngũ nghịch đại tội mà ha. À, là cái gì? Giết cha, giết mẹ, à, giết A La Hán, à, rồi à, làm vật chảy máu, phá hòa phá hòa hợp tăng. Thì à, trong cái đó mang cái tội giết á, thì có ba cái giết cha, giết mẹ, giết A La Hán. Tại vì bản thân việc chánh đẳng chánh giác á, là không thể bị giết nhà bản thân vị chết nặng chánh chắc không thể bị giết ngài chỉ có, có thể viên tịch khi mà ngài có quyết định uh, xả bỏ thọ hành Nha. nói chung là ngài chỉ viên tịch khi nào ngài muốn thôi ừ. còn uh, chúng sanh thì không giết được ngài cho nên chúng ta chỉ còn ba cái giết cha giết mẹ và giết a la hán thì đó là thuộc về ngũ nghịch tức là khi mình phạm vào cái tội này đó phải đi địa ngục A Tỳ không thay đổi được và phải chịu ở dưới suốt kiếp trái đất còn lại trong đó cha mẹ là cái người có ân với mình dù cho uh, mình uh, cha mẹ đẻ mình rồi đó rồi quăng mình một nơi đem đi bỏ nha đem đi bỏ rồi có người họ thương tình họ lượng về họ nuôi đó. ngay cả trường hợp như vậy thì cha mẹ cũng là người có ân với mình. Chỉ tiếc là chúng sanh bây giờ cái khả năng truy ơn và báo ơn nó rất là kém. Rất là kém. Một người mà họ cung phụng mình nha, cho mình tiền nha, cho mình tiền 10 năm 20 năm nha mà chỉ cần một ngày nào đó mà họ họ đổi họ cho người khác họ không cho tiền mình nữa là mình bắt đầu mình quay qua mình oán mình hận họ rồi ờ hoặc là cha mẹ mà thương mình ấy mình coi đó là cái chuyện đương nhiên người dân ấy, cho mình ăn một bữa mình mình biết ơn mình biết ơn cả đời nha mà cha mẹ mình nuôi mình một đời đó mình coi nó là chuyện đương nhiên à, cho nên chúng sanh thời nay á cái khả năng mà tri ơn báo ơn kém lắm thành ra đức phật nói trong tăng chi bộ kinh cái người mà biết ghi ơn và đền ơn ấy, nó hiếm lắm hiếm hiếm rất là khó tìm ở đời à, thành thử khi mà sư nói dù cho những bậc làm cha làm mẹ khi sanh mình ra mà không nuôi mình thì họ cũng có ơn với mình à, nhiều người họ khó chịu họ không đồng ý sư hiểu mà à, sư hiểu mà ừ. rồi còn bậc A La Hán là bậc có giới đức ha có giới hạnh, đấy. Rồi um, chúng ta xét tiếp về cái uh, quả báo. Đấy. thì đầu tiên á do chúng ta sát sanh mà chúng ta như mình đâu có sát, mình sát bằng tâm sân đúng không? mình sát hại chúng sanh mình phải sát bằng tâm sân chứ mình chứ còn mình kêu là tôi giết anh do từ bi thì như sư không tin á mà khi mình sát sanh mà vì tâm sân nha thì nó sẽ cho cái quả là mình có những cái nhan sắc xấu xí mà trong chú giải có nói nó có tới 23 cái nghiệp lệnh hay mình sẽ tóm gọn lại xét về ngoại hình đó là mình sẽ cái thân hình mình dị hợm nè rồi không có cân đối nè rồi xấu xí nè rồi tật nguyền nè ha rồi mặt thì sẹo cơ thể thì có sẹo nha rồi da thịt thì nó sần sùi ha rồi cái cái sắc diện thì nó tối tăm rồi còn cái lòng bàn tay bàn chân thì nó hỏng sâu đấy thì um, đó là cái quả báo thứ nhất nha tức là cái hình sắc của mình nó xấu nha rồi cái thứ hai á, là mình à, sắc sát sanh được á, là mình dùng cái sức của mình á, mình trấn áp chúng sanh khác nha mình lợi dụng cái cái quyền lực của mình mình hơn chúng sanh khác mình vượt chúng sanh khác để mình sát sanh cho nên nó sẽ cho cái quả báo là đời sau đó, mình là cái người chậm chạp nhé mình là người chậm chạp nói năng thì nó lắp ba lắp bắp ừ. sức khỏe thì yếu đuối thường hay bệnh nha yếu đuối thường hay bệnh mà sư xét sức khỏe của sư thì chắc có lẽ là hồi xưa cũng sắc xanh chắc cũng nhiều đấy rồi um, cái thứ ba đó à, cái cái quả báo cái quả, quả báo thứ ba đó là gì khi mà mình sát sanh đó, là mình làm cho chúng sanh khác sợ hãi đúng không thì nó sẽ cho quả báo đó, là cái đời sau kiếp khác đó, mình sẽ là người thường hay giật mình rồi thường hay lo sợ thường hay buồn lo âu sợ hãi có đôi khi mình cảm thấy tự nhiên mình hay sợ cái tính mình nó nhát gan nó hay sợ à, dễ bị hù dễ bị giật mình thì nó là một trong những cái quả báo của nghiệp sát sanh ừ. rồi khi mà mình sát sanh nhé tức là mình đã đoạt mạng đi mình đã chia rẽ một gia đình có bao giờ mình tưởng tượng được một chuyện mình giết một con chim tức là mình đã phá tan nát một cái gia đình khi đó sẽ có một người vợ mất chồng một người chồng mất vợ một rồi con cái mất cha mẹ cha mẹ mất con đấy rồi gia đình ly tán nha chỉ bởi vì mình sát sanh chỉ bởi vì mình sát sanh à, cho nên nó cho cái quả báo đó là mình sẽ bị người ta ghét bỏ nha bị người ta ghét bỏ ít bạn à. bè rồi bị thường bị chia rẽ rồi con cháu thì nó xa lánh con cháu nó xa lánh Ờ à, thành ra quý vị thấy là nhiều người tự nhiên mình không biết sao chứ mình không có thương họ được nhìn họ là mình đã ghét họ rồi nha nhìn đã ghét rồi tức là mình cái người đó là có cái quả báo của cái nghiệp sắc sẵn nó khiến cho họ đi đâu người ta nhìn người ta cũng không có ưa cái nhìn ta cũng ghét đấy rồi cái người này do do đời trước khi mà họ sát sanh họ họ làm cho người ta bị tai nạn đúng không người ta đâu có phải chết do do mệnh chung do hết tuổi thọ đâu mà chết do bị tấn công chính bởi vì như vậy nó cho ra một cái nghiệp đó là cái người này đó khi mà họ chết họ cũng chết do tai nạn thường bị tai nạn mà nếu như có chết đó, thì cũng chết do tai nạn nè hoặc là chết do người bị người ta giết chết do bị người ta giết. Ừ. Quý vị có bao giờ có sự liên tưởng á à, là cái tụi mà khủng bố nó hay khoái cái trò mà cắt cổ. Ừ. Thì hình như là cái của một số người cũng khoái cắt cổ gà, Khoái chặt đầu cá nha. Tới hồi mấy con gà, mấy con cá đó nó thành cái phần tử khủng bố, nó đem đầu ra, nó đầu mình ra bắt đầu nó cắt nha đấy rồi khi mà mình đoạt mạng người khác nha đoạt mạng chúng sanh khác tức là mình chủ động chấm dứt tuổi thọ của chúng sanh đó tức là tuổi thọ của chúng sanh đó, đó không kết thúc một cách tự nhiên mà bị mình chấm dứt chính bởi vì như vậy mình có cái nghiệp yếu thọ nha có cái nghiệp yếu thọ ừ, có những kiếp mà mình sanh được làm người Chà ơi sanh được làm người sanh được vào một cái gia đình uh, ngon lành nha uh, giàu có ngon lành biết được chánh pháp mừng quá nhưng mà mới có mấy tuổi chết hoặc là sanh vô một cái bào thai của một bà mẹ nha bà mẹ thì uh, là cái người có thì vì xã hội coi như là sanh mình mình mà sanh được ra đó uh, là mình là cũng phải cái gốc cũng hơi bị bự á. Uh nhưng mà một là sảy thai một là sảy thai hai là bà mẹ vì một cái lý do nào đó không muốn mình nữa ừ cho nên cẩn thận nha thì đương nhiên nói về cái quả báo thì nó cũng có cái quả báo của việc mình giữ giới không sát sanh thì nó đi ngược lại với mấy cái nãy giờ mình ghi thôi thứ nhất là mình là người có sắc đẹp rất là tốt ừ. có sắc đẹp rất là tốt rồi mình là cái người tự tin người tự tin có sức khỏe rồi mình không có sợ hãi không có lo âu rồi mình là cái người mà được mọi người thương mọi người không có xa lánh mình đấy rồi mình cũng không bao giờ mà bị người ta hại nha mà đương nhiên cuối cùng là tuổi thọ cao đấy à, cho nên ấy, quý vị thấy riêng về cái giới không sát sanh Sư định, à, ban đầu sư định khi mà mở uh, dạy cái buổi ngày hôm nay uh, là sư sẽ dạy hết năm giới. Nhưng mà quý vị thấy, á. chỉ nói về cái giới uhm, không sát sanh thôi, sư không kể chuyện, ha. sư không có lo chuyện cười, sư không ca, không hát, không làm trò, uh, tức là không có pha thêm cái gì hết, á. thuần túy hầu hết là mình ghi chép không thôi đó mà nó đã hết giờ rồi cho nên quý vị thấy là chỉ riêng cái giấy không sắc xanh mình đã phải lưu tầm rất là nhiều khía cạnh ừ. để phân tích cho đủ à, rồi thôi hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi à, hẹn quý vị um, tuần sau ừ. và nhớ cái chuyện mà giữ giới là cho mình nha không có ai ép mình hết trơn ấy. muốn lên trên là cũng do mình muốn xuống dưới cũng do mình và xin chia đều phần phước này à, đến à, tất cả quý vị ừ? à, Và nhất là chư à, thiên à, ngự trong 10 buôn kiều thế giới xa bà Nhất là chư thiên ngự xung quanh nơi đây à, Cũng như là chư thiên ngự ừ. xung quanh ngôi nhà của quý vị Và thân bằng quyến thuộc của quý vị à, còn hiện tại cũng như đã quá vãng mong cho tất cả thọ lãnh phương pháp này một cách tùy ý ừ, sau khi thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Chúc quý vị an vui. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai, nước lửa binh. Nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết. Nguyện cho nhân loại sớm tu hành nguyện dình tâm học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi nguyện sao đào quả sớm viên thành. Nam mô Bồ Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Chúc vị an vui.